KB Tournament 2022 đường tới ngôi vương bắt đầu hai chặng đua chính kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022. Chặng đấu tăng tốc Speed Up Stage sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022 với tổng giá trị giải thưởng trên 300 triệu đồng. Chặng đấu chính, chặng chung kết Final Stage với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ 500 triệu đồng sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022. Xin kính chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với số phát sóng thứ 7 của chương trình KB Tournament 2022. Một tuần nữa lại trôi qua và không biết là thứ hạng các nhà đầu tư đã có sự thay đổi như thế nào. Liệu nhà đầu tư đứng đầu bảng trong tuần trước có tiếp tục giữ phong độ trong tuần này hay không? Và để giải đáp thắc mắc đó các nhà đầu tư thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây anh Thái Hữu Công, chuyên viên phân tích của KBSV. Xin chào anh. Xin chào chị Trà, xin chào các quý nhà đầu tư. Dạ vâng, trước khi đi vào thứ hạng cũng như hiệu suất của các nhà đầu tư thì không biết là anh Công có thể điểm qua vài nét về diễn biến thị trường trong tuần vừa qua được không? Bởi theo như tôi được biết thì thị trường đang có những diễn biến khá là tích cực đúng không ạ? Dạ vâng, thị trường trong tuần vừa qua thì về mặt điểm số thì chúng ta có thể thấy là VN Index đã tăng 9,59 điểm so với tuần trước, tương đương với mức tăng là 0,77%. Về khối lượng giao dịch thì trên sàn HSX đạt 3,15 tỷ cổ phiếu, giảm 7,3% so với tuần trước. Tuy nhiên là vẫn duy trì trên cái ngưỡng trung bình 20 ngày. Chỉ số VN Index về cái vận động của về những diễn biến của chỉ số thì hiện vẫn đang duy trì cái xu hướng đi ngang tích lũy quanh cái vùng 1245-1270. Và đáng chú ý là chúng ta có một cái phiên phân phối khá là lớn với một cây nến đỏ vào hôm thứ năm tuần trước, nhưng mà sau đó thì chỉ số đã có một cái sự hồi phục khá là tích cực vào thứ sáu sau đó. Về thị trường quốc tế thì trong tuần vừa qua có một sự kiện theo tôi đánh giá là đáng là chú ý, đó là việc công bố cái số liệu lạm phát của Mỹ vào tối ngày thứ tư. Cụ thể thì cái chỉ số CPI của Mỹ đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ mức đỉnh 9,1% trong tháng 6 xuống mức 8,5% trong tháng 7. Đóng góp nhiều nhất thì vào cái đà giảm chỉ số thì chúng ta có thể thấy được là đó chính là cái giá dầu, giá xăng xe đấy, rồi giá vé các loại máy bay cũng như là giá các loại xe cộ được mua bán mới. Thì đây là cái mức giảm được đánh giá là rất là khả quan so với cái mức dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế là chỉ ở mức có thể là 8,7-8,8% thôi. Nhưng mà CPI đã giảm đến mức 8,5%. Thì điều này đã khiến cho thị trường chứng khoán trong nước cũng như là thị trường chứng khoán quốc tế diễn biến khá là tích cực trong tuần vừa qua. Tiếp đến là về những diễn biến giao dịch của khối ngoại thì chúng ta có thể thấy được là khối ngoại bán ròng nhẹ trong hai phiên đầu tuần trước, sau đó là họ đã đẩy mạnh mua ròng trong ba phiên cuối tuần với tổng giá trị mua ròng đạt 94 tỷ đồng. Thì những cái mã mà tập trung mua bán nhiều nhất đó là mã cổ phiếu HD Bank, chứng chỉ quỹ ETF của VN30 hay là Finlit, hay là cổ phiếu chứng khoán của công ty chứng khoán SSI, cũng là những cổ phiếu mà được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khá là mạnh trong tuần vừa qua. Còn về mặt bán ròng thì nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng tập trung cổ phiếu Vinamilk với tổng giá trị là 213 tỷ đồng. Và đứng thứ hai là cổ phiếu HPG của tập đoàn Hòa Phát bán ròng 83 tỷ đồng. Còn đối với các nhóm ngành có tác động mạnh lên VN Index trong tuần vừa qua thì chúng ta có thể thấy được những cái nhóm ngành mà diễn biến tích cực nhất ở đây đó là nhóm xây dựng và vật liệu tiêu biểu với các cổ phiếu như là VGC và CII. Các cổ phiếu này đã giúp cho ngành xây dựng và vật liệu tăng 3% tuần vừa rồi. Tiếp đến là nhóm xăng dầu, khí đốt, điện nước tiêu biểu các mã cổ phiếu như là GAS, PGV hay là PVD thì có mức tăng khá là tích cực, lần lượt là 2,8% và 2,4% trong tuần vừa rồi. Còn nhóm ngành mà tác động tiêu cực đến chỉ số thì chúng ta cũng như các nhà đầu tư đã biết đó là nhóm ngành truyền thông, hàng cá nhân, gia dụng và nhóm ngành du lịch và giải trí. Thì đây đều là những nhóm ngành mà có cái mức giảm cho tôi thấy là mức giảm tương đối nhẹ thôi, chỉ giảm khá là nhẹ do cái chỉ số thì vẫn diễn biến là đi ngang trong tuần vừa rồi, nên là các cái nhóm ngành này chỉ đóng góp vào đà giảm từ 1% đến 2,7%.
Còn các tổ cổ phiếu mà tác động tích cực lên VN Index thì có thể kể đến như cổ phiếu Gas là đóng góp vào cái mức tăng là 2,4 điểm. Cổ phiếu Masan và Hòa Phát đóng góp cùng đóng góp 1 điểm vào cái mức tăng 9,59 điểm trong tuần trước. Còn các cổ phiếu mà tác động tiêu cực lên VN Index thì có thể kể đến như cổ phiếu Vinhome hay cổ phiếu Vietcombank và cổ phiếu CTG. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của anh Công về diễn biến thị trường trong tuần vừa qua. Vậy không biết là cái diễn biến như vậy thì có ảnh hưởng, có tác động như thế nào đến hiệu suất cũng như danh mục các nhà đầu tư tham gia không thưa anh? Dạ vâng, đối với các cái danh mục trong tuần vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là có sự thay đổi trong top 5 các nhà đầu tư của KB Tournament. Thì tôi sẽ cùng chị Trà và các nhà đầu tư điểm qua một số các cái cổ phiếu mà khá là đáng chú ý trong cái tuần vừa rồi. Thì thứ nhất là chúng ta có thể thấy được nhà đầu tư A nắm giữ khá là nhiều cổ phiếu của công ty cổ phần Louis Capital với mã cổ phiếu BII ghi nhận cái mức tăng trong tuần vừa qua là đến 16,33%. Đây là cái cổ phiếu mà thuộc nhóm cổ phiếu của ông Đỗ Thành Nhân đấy, mà chúng ta cũng đã có dịp trao đổi trong những số KB Tournament lần trước. Thì cái nhóm cổ phiếu này trong tuần vừa rồi thì đã phải giải trình cho bên HDX về cái việc là cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp. Tuy là cái kết quả kinh doanh của cái nhóm cổ phiếu này khá là tiêu cực khi mà hầu hết các cái nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái này đều kiện báo kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý 2. Tuy nhiên là cái diễn biến của cổ phiếu lại hoàn toàn trái ngược, trong khi là cái nội tại của doanh nghiệp thì theo như chúng tôi theo dõi thì cũng không có nhiều sự thay đổi. Thì điều này cũng dấy lên khá nhiều quan ngại đối với các nhà đầu tư đang có ý định xuống tiền trong đoạn này, bởi vì là chúng ta thường thấy là những cổ phiếu mà thuộc dòng penny, những cổ phiếu mà có vốn hóa nhỏ hay là có kết quả kinh doanh thua lỗ, mà thường khi mà các cổ phiếu này tăng ấy, thì thị trường thường trong những phiên sau đó là thường có các nhịp điều chỉnh khá là tiêu cực. Thế nên là cái việc mà nhóm cổ phiếu này có cái đà tăng tuần vừa rồi thì tôi thấy cũng khá là bất ngờ. Còn tiếp theo là chúng ta có thể thấy được cổ phiếu CMG của nhà đầu tư B đây. Nhà đầu tư B này có một cái mức tăng, có hiệu suất danh mục tăng hơn 11%. Cổ phiếu CMG thì gần đây là cũng có một vài thông tin khá là tích cực. Thứ nhất là về cái tình hình tài chính. Trái ngược với BII thì doanh thu của CMG thì đã tăng trưởng 22% so với cùng kỳ, đạt 6.900 tỷ đồng, trong khi là lợi nhuận trước thuế là đạt 432 tỷ, tăng 29% so với cùng kỳ. Thì ngoài ra là công ty cũng đang có cái kế hoạch là phát hành 14,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021, đồng thời là tiếp tục phát hành thêm 26,8 triệu cổ phiếu nữa, tương đương với cái mức phát hành là 24,62%. Thì cái nguồn cho cái đợt phát hành này chủ yếu là lấy từ cái nguồn thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính. Thì trong năm 2021 thì cái cổ phiếu của CMG, công ty CMG đấy, thì có một cái kết quả kinh doanh khá là tích cực. Và trong hai quý đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được là cái kết quả kinh doanh cũng phản ánh được cái vẫn tiếp nối được cái đà tăng của những cái năm trước. Dù là trong đại dịch thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu công nghệ đều có cái mức tăng trưởng khá là khả quan. Còn đối với nhóm cổ phiếu thuộc những cái ngành mà khu công nghiệp như là cổ phiếu TIP hay là cổ phiếu VGC thì chúng ta có thể thấy được là đối với cổ phiếu TIP đi thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 2 thì tuy là có cái sự sụt giảm lần lượt là 35% và 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì trong tuần vừa qua thì chúng ta lại thấy cái cổ phiếu, giá cổ phiếu này lại tăng hơn 10%. Một phần là do cái kỳ vọng của các cái nhà đầu tư
là trong nửa cuối năm 2022 đối với nhóm khu công nghiệp và bất động sản khu công nghiệp thì sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào cái nhu cầu đất công nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi tích cực khi mà nền kinh tế của chúng ta vẫn đang mở cửa so với cái nền kinh tế Trung Quốc là hiện vẫn đang vẫn phải vật lộn với Covid. Và đồng thời là các cái chính sách của nhà nước thì tiếp tục là thu hút được cái nguồn vốn FDI từ nước ngoài đẩy vào Việt Nam nhờ cái những cái chính sách ưu đãi của nhà nước như là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp này trong 4 năm đầu hoạt động, hay là giảm 50% hay tiếp tục giảm 50% thuế doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo, có nhiều ưu đãi khác. Đồng thời thì trong giai đoạn nửa cuối năm thì là cái thời điểm mà chúng ta có thể kỳ vọng được vào cái nhóm cổ phiếu đầu tư công, khi mà nhà nước bắt đầu tiếp tục trong 6 tháng cuối năm ấy, là cái thời điểm mà nhà nước đẩy mạnh cái việc giải ngân đầu tư công, thì điều này sẽ tác động tích cực lên đến các cái nhóm cổ phiếu của bất động sản khu công nghiệp, do là cái việc cải thiện cơ sở hạ tầng trong các dự án, dự án vành đai 3 này, dự án vành đai 4, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, thì điều này sẽ tạo nên cái sự kết nối thuận lợi hơn đối với giữa các khu công nghiệp. Đấy là những xét sơ bộ của tôi về các cái cổ phiếu ở trong cổ phiếu của các nhà đầu tư trong tuần này. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Công về những chia sẻ này. Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đi qua top 5 cổ phiếu thuộc sở hữu của top 5 nhà đầu tư cũng như là thứ hạng hiệu suất đầu tư của họ tính đến thời điểm hiện tại, tức là ngày ghi hình ngày 15 tháng 8. Và cuối cùng thì không biết là anh Công có thể chia sẻ một chút về triển vọng thị trường trong thời gian tới cũng như là lời khuyên cho các nhà đầu tư tham gia được không ạ? Dạ vâng. Về mặt điểm số thì VN Index hiện tại theo như tôi đang thấy thì VN Index hiện đã có một cái đà tăng khá là tích cực khi mà phản ứng bật tăng từ vùng MA 20. Đây là vùng khoảng từ 1.200 điểm cho đến vùng hiện tại là 1.270 điểm. Thì VN Index đã có một cái mức tăng theo tôi đánh giá là khá là tích cực. Và như đã trao đổi chị Trà trong những cái tuần trước đó thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn gồng lãi, khi mà thị trường đã có cái phản ứng khá là tích cực sau cái thông tin mà Fed chỉ tăng 0,7 tăng 75 điểm đúng như với các dự báo trước đó. Thì về mặt kỹ thuật, hiện tại VN Index đang tiến sát đến cái vùng kháng cự MA 100, và theo như tôi quan sát trong quá khứ thì khi đến những cái vùng kháng cự MA 100 này thì VN Index thường sẽ có một cái nhịp điều chỉnh cũng khá là sẽ có một điều chỉnh khá là mạnh về những cái vùng hỗ trợ gần hoặc là sâu hơn, do là các nhà đầu tư mà đã nắm giữ từ cái vùng 1.200 trước đó thì đều đã có một cái mức lợi nhuận theo tôi nhìn nhận là cũng khá là tích cực rồi, khoảng ít nhất là từ 20 cho đến 25% tính như vùng 1.200 điểm. Thế nên là cái áp lực chốt lời này trong cái tuần tới kết hợp với cái phản ứng của cái vùng kháng cự 1.270 1.280 thì sẽ có thể gây nên một cái nhịp sẽ có thể tạo nên một cái nhịp điều chỉnh khá là tiêu cực đến với danh mục của các nhà đầu tư. Thế nên là trong tuần này thì tôi xin được khuyến nghị đến các nhà đầu tư, đó là chúng ta có thể thực hiện thực hóa cái lợi nhuận của mình bằng việc chốt lời một phần tỷ trọng trong danh mục của mình, nhằm đảm bảo được bảo toàn được cái thành quả của mình trong những tuần vừa qua. Dạ vâng, gồng lãi rồi thì phải nhanh chóng chốt lời đúng không thưa anh? Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Công trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư trong việc lựa chọn mã cổ phiếu tiềm năng cũng như sáng suốt đưa ra những quyết định mua bán của mình. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những chương trình KB Tuần 10 lần sau. Xin chào quý nhà đầu tư.